Rồi nó chào mấy bác nhá, đang dọn mấy con máy á, thì nghĩ ra cái chủ đề hay hay chút. Thì mấy bác nào đây, em đang dọn bầy T170 này. Thì nhiều bác hỏi em là làm mấy bãi này có lỗ không? Thì thú thực nha, nhiều con sẽ lỗ sặc máu luôn. Bình thường nhiều con lỗ sặc máu luôn. Và nó hay lỗ ở những điểm nào? Thì đa số lỗ ở những anh mới vô nghề, chưa am hiểu về máy, chưa biết đời nào rồi lấy về bán không nổi. Nên mấy bạn phải nhắm ở vùng mấy bạn là người ta chuộng máy lớn hay máy nhỏ hay như thế nào đó, để mà mình có thể mình bán hàng. Thì thú thực là vậy, bởi vì em chứng kiến nhiều cảnh lắm nha. Nhiều cảnh, nhiều anh điện thoại: anh ơi cứu em với, em nhập lô máy bán không nổi, anh có nhập lại không? Thì em nói không, không luôn. Em nói không là không, có nghĩa là máy của người ta mới bãi đấy, người ta nhập về người ta bán không được. Kêu anh ơi cứu em với, anh ơi năn nỉ một hai là anh ơi lấy về em tính giá rẻ luôn, thậm chí em lỗ luôn. Nhưng mà em một hai là không lấy nha. Bởi vì biết tại sao không? Những người bán hàng bãi như em ấy, là nó có mối. Ví dụ như mình quen được khoảng 4-5 mối bãi lớn đó. Hoặc là như thế nào đó, bắt đầu mình lấy ở những cái mối đó quen rồi. Thú thực là vậy. Thì lấy ở mối quen vậy, thứ nhất là mình được ưu tiên giá lên một chút so với người khác. Không nhiều đâu nha, nhiều anh kêu là nhiều thì không có, vừa vừa. Thì mình thứ nhất là mình đã quen chủ bãi rồi, thì mình sẽ được lời lên, bởi vì họ sẽ ưu đãi mình hơn so với những người khác. Nhưng mà nó lại có một cái nghiệt nữa, nguyên đống mày chơi được không? Thấy không? Mày chơi được không? Nguyên đống mày không chơi được, tao bán cho người khác, rõ ràng xấu đẹp hên xui. Thì mày trúng lô đẹp thì mình lời, trúng lô xấu thì đù mình lỗ sặc máu. Và đa số là những lô đẹp là bên em đã, hoặc là những người bán lẻ là họ đã lấy hết rồi, rất khó đến được tay người dân, rất khó thôi chứ vẫn có nha. Và chắc chắn là nhiều anh kêu ta mua chúng vẫn có, nhưng mà ít lắm, đa số là thợ họ lựa hết rồi mới đến tay người dân, bởi vì họ phải ưu tiên giá thợ chứ. Giá họ ưu tiên thợ một năm họ lấy cả 1.000 con 2.000 con, làm gì mà có chuyện mà họ ưu tiên cho người dân liền? Có, trừ cho thợ nhả ra thì dân mới được không. Và nhiều anh cái điện thoại cho bãi á, ví dụ như một con bán không thì gần như họ cũng không có bán cái đó cho mọi người đâu, kể cả mọi người trả giá cao lên chưa chắc họ đã bán. Nói thiệt á, nhiều khi mấy anh không tin đó, xấu đẹp nó nằm trong lô ấy rồi. Người ta rất khó để người ta, trừ hợp bán lẻ ra thì người ta chọn ra người ta bán cho mọi người, chứ gần như không có ai mà gọi là chặt ra mà bán vậy là thợ là chết ngắc ngay. Thì xấu đẹp ở trong đó là hên xui mà, thì mua bán mà hên xui thì tất nhiên là đa số là họ sẽ không nhường lại, hoặc nhường lại thì họ cũng phải giá phải như thế nào đó họ mới bán cho mọi người. Và họ cũng không bao đâu, đa số là họ không bao đâu. Họ nói trên này nọ lung tung là họ có bao này bao kia, ví dụ như mọi người lấy máy bãi họ kêu bao hơi bao lửa bao này bao nọ vậy, chứ họ không bao đâu. Về rồi mình cũng phải chấp nhận hết đó. Là cái thiệt sự là trong nghề là cũng nói thiệt, bởi vì người ta bán cho những cái đơn vị như bên em đi, em đấu giá với chủ bãi rồi, thì đa số là bên em ăn số lượng nhiều, trong đó chiết ra con đẹp con xấu. Chứ còn mọi người cứ thử móc điện thoại ra alo cho những cái, ví dụ mọi người có số bãi đi, mọi người alo anh ơi bán em con đó nhá, họ không đời nào họ bán cho mọi người một con, họ lựa ra họ lục đống ra họ bán, khó lắm. Nhưng mà vẫn có một vài trường hợp nha, chứ nhiều khi mấy anh mua được vậy là chửi em như này như kia thì không có. Vẫn có một ngoại lệ, thỉnh thoảng mấy anh bãi bán vẫn ế mà.
Đợt này như bên em bán ế thiệt thì vẫn có chứ không phải là không, vẫn bán cả đợt. Thì nói chung là em, lời em khuyên một người dân ấy, mua bán ấy, phải rõ ràng cái gì ra cái đó, chứ còn mua mà không am hiểu mấy không gì hết mua về dọn ấy. Có những anh ấy, kêu anh ơi cứu em với, anh dọn đem con rất, mình kêu 500 chơi không, miễn là anh nhận là được, mình không nhận luôn mà mình bày dùm thôi, thiệt á. Có anh kia em mua được con gì ta quên rồi, có một anh ở ngoài 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 Nghệ An mua được con 311, kêu đủ em mua được con 311 rẻ lắm anh, hỏi bao nhiêu, 1,2 triệu, hỏi mình có mua được không anh, đổ má giá 1,2 triệu ông mua rẻ hơn tôi mà, thôi lấy đi. Nhưng mà tùy nha, họ không bao gì mà công về la làng anh ơi như này như kia, về phát anh ơi cứu em với. Người ở trên phong trần anh ơi cứu em với, mình kêu đổ bệnh, bây giờ tôi cứu ông đúng không, ông dọn không được đúng không, giờ cứu nhau đúng không, 5 xị chơi ông mà mua của em phải 5 6 mấy rồi đấy. Ok anh cứ miễn sao anh cứu em là được, không quan trọng đủ à, tôi nói thiệt con máy của ông tôi dọn dùm, chứ không phải là anh em nhau, không phải là chọc ông 5 xị xem thử ông ra sao thôi, chứ còn tôi bày cho em bày ra phát dọn được luôn. Thiệt trong nghề là nói thiệt đấy. Thì lời em khuyên á, mọi người cố gắng làm sao thì làm, nhưng mà nói chung là mua bán á, ở bãi á, là mình cố gắng làm sao mình lựa cho kỹ, mà cũng không ai bán cho mình lựa kỹ đâu, khó lắm. Nói chung là ở số mấy anh có may mắn hay không thôi, chứ còn em đây mua bán còn hên xui, mà nguyên đống nó mày quốc đi về nhà ví dụ chết má, chết cái là lỗ má nhậu là lỗ sặc máu luôn, và lỗ đó thì tiền mình đi rồi không có ai bù cho mình đâu, và cũng không la làng anh ơi lỗ em đi lấy lô của anh về lỗ như này như kia, họ không bao giờ họ nghe mọi người, họ kêu mẹ mày cái lúc lời mày có gọi điện cho tao không, họ nói vậy luôn, mà mình gọi họ anh ơi cái lô đây vậy cái họ tắt máy luôn, họ không nghe đâu, ai nghe kể cả. Không đời nào có chuyện thiệt á. Thì mọi người không tin lời em cứ mọi người cứ mua mấy bãi về mọi người mới hiểu. Thì em cũng khuyên những người mà mới làm bằng bãi á, tốt nhất là làm từ từ, ví dụ con này con kia lung tung á, mình am hiểu đời á, thì mình nhận về mình làm hoặc là mình như thế nào đó, thì ví dụ như con này con kia một chút thôi chứ đừng có ham quá. Má mấy anh mà mới vô nghề ham là chết, ham là chết luôn. Và mọi người hỏi những người như em có được lợi gì cho xã hội không, thì cực kỳ lợi luôn, giá cả cạnh tranh, mọi người cầm tiền ra những nơi cơ sở gần đó mua giá nó cao lắm, giá nó cao, có thể cao lên thêm khoảng 500 đến 1 triệu con. Thế giờ ví dụ như mọi người có những cơ sở như em không tốn mặt bằng, mọi người cái tiền mặt bằng là những người dân được lợi, thấy không? Được lợi rất là nhiều thứ, chứ mọi người cầm tiền ra gần nó mua đủ mình nó má nên nhận không ra. Hôm qua có một con máy em bán cho một anh khách thú thực là trục trặc, em cứ để em gửi đồ cho anh khách đấy, anh kia thôi kìa, anh mang ra tiệm cắt cỏ cái cục IC test nó bị cháy á, ở đây có 20.000 cục, 30 cục, vô đó thay phát 170, mà không phải nói máy mới mua đâu. Đây là mọi người đừng tính gì má, mấy cái nơi mà họ bán vậy thì tất nhiên là họ phải nuôi mặt bằng, phải nuôi nhân viên, phải nuôi đủ thứ hết, thì mình cũng không trách họ được. Em kêu đục cái cục đó bên em 30.000 hay em gửi với cho anh nhá, cái thôi để anh gửi ra, để anh đưa ra tiệm anh làm, mình đòi trả tiền cho anh khách không chịu, kêu không em cái này đáng gì đâu có 170 thôi để đó, sau này có con nào anh mua ủng hộ em, anh còn nói vậy nữa. Em bó tay chứ không phải là người ta cân đo đong đếm, nhưng mà thật sự. Và cái phần tiền mà ví dụ như bên em những cái mặt bằng không tốn tiền thì nó đi đâu, được vô tay túi người dân hết, người dân là người được lợi. Chứ còn những cái con như thế này, ví dụ như con T170 này, mọi người ra gần nó mua đắt, mua không nổi, không phải nó mua không nổi mà mua một con bằng một con rưỡi ấy. Mà nó đâu bây giờ nó hỏng hóc gì đâu, hỏng thì bên gửi phụ tùng mà lo gì. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha, thì vừa rồi tâm sự chút trong nghề thôi, thì
Lời em khuyên á, những anh mà mới vô máy bãi á thì cũng phải hiểu. Ví dụ mình am hiểu về một chút á thì mình cũng nên đi theo nó. Còn và tập trung tư tưởng vô làm á thì được, chứ còn không tập trung vô tư tưởng vô nói thiệt nha, bao không nổi đâu, và nói thiệt nha, lỗ sặc máu đó. Hoặc là nó nằm lâu, ngắn nhất là nó nằm lâu rồi cái tình xả đi lỗ. Như bên em thỉnh thoảng em xả lỗ là chuyện bình thường. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video nha. Thì tâm sự chúc cho mọi người cho vui thôi. Thì mọi người hỏi em rửa bằng gì thì em rửa xăng này. Chơi xăng luôn, rửa vậy. Vậy mình đánh cho nó lên bọt vậy luôn là nó mới sạch được. Nhớt này không có thế nào ra.